Mà giúp cái gì mà giúp hoài như vậy? Trời đất ơi, đâu phải của trên trời rơi xuống đâu, bạn hoài không biết lỡ. Nhưng mà tôi với anh cũng là bạn, cho nên khi anh mất, tôi đã hứa với anh rồi. Thôi đi, ông không cần phải bận tâm đâu, mình giúp như vậy là quá nhiều rồi. Mọi chuyện sau này á, ông cứ để đó tôi lo cho. Ổng chưa về hả mẹ? Sao vậy mẹ? Nhục nhã quá. Người ta đâu có đi đâu đâu con. Là sao mẹ? Ổng ở nhà mà giả bộ nói là đi ăn dỗ, còn cho vợ ra xài xể làm nhục mình nữa. Sao mà vậy được? Ổng hứa lo cho nhà mình mà, sao giờ lại trở mặt như vậy? Con người gì mà kỳ cục vậy? Cũng tại nhà mình qua mượn tiền họ nhiều quá. Thì tại ông hứa lo cho tụi con tới lớn nên mình mới qua chứ bộ. Không làm được thôi, hứa chi rồi giờ trở mặt. Thôi, mẹ cũng không ngờ là ông làm vậy với mình. Để ngày mai mẹ qua mẹ hỏi cho rõ ràng. Bữa nay là nhịn đói nữa hả mẹ? Có chuyện gì? Dạ may quá gặp anh ở đây. Mẹ con bà cháu tôi á, một tay nhờ anh, xin anh giúp qua đợt này đi. Bên tôi á, dạo này cũng túng thiếu lắm, cho nên chị chạy thử chỗ khác coi sao. Mẹ con tôi chịu ơn anh nhiều lắm, tôi không bao giờ quên ơn của anh đâu. Tôi biết là qua hỏi mượn nhiều như vậy là cũng phiền anh lắm chứ, nhưng mà tôi tin á, lời anh hứa với chồng tôi trước khi mất là giúp đỡ mẹ con tôi. Bây giờ gia đình tôi chỉ trông mong vào anh thôi. Vậy mà mấy hôm rồi anh ở nhà không muốn cho dai nên tránh mặt. Anh không cho tôi mượn tiền, không lẽ những lời hứa với người khuất mặt khuất mày dễ nuốt như vậy sao anh Phương? Chị nói như vậy là sai rồi. Tôi cũng phải còn lo cho vợ con của tôi, chứ có đâu mà cứ chu cấp cho bên chị hoài được. Tôi cũng đang mắc nợ người ta rất là nhiều, không khéo á, chắc là phải bán căn nhà bên chị. Hả? Bán căn nhà? Ừ. Thôi, tôi đi đây. Mẹ cũng không ngờ ông lại tồi tệ đến nỗi đó. Ông còn nói thẳng là ông muốn bán nhà nữa. Từ nay hết mong trông cậy vào đó rồi con ơi. Rồi bây giờ mình sống bằng gì mẹ? Không có nhà thì ra đường, ở đó mình lo ăn với sống cái gì. Có chuyện gì hai mẹ con thím cùng ngồi buồn vậy? Dạ, nhà con sắp ra đường rồi bác ơi. Sao lại ra đường? Anh Phương anh nói là anh muốn bán căn nhà này. Bác cũng biết là vợ chồng con gán nợ căn nhà này cho ảnh. Lâu nay ảnh hứa là ảnh cho ở không, không bao giờ bán.
Dì lại lo lắng cho mẹ con của con. Mà chưa gì đã bộ nản rồi, bây giờ không cho mượn nữa mà còn đòi bán nhà. Thím à, chắc là ông nói vậy thôi chứ không bán đâu. Ông là người tốt nhất xứ này, thím biết rồi mà. Thím đừng có lo nữa. Không đâu, dạo này ông khác lắm. Hồi đầu con qua mượn dễ dàng, bây giờ càng ngày càng khó. Có khi chầu chực lâu lắm mới được, rồi giả bộ trốn, nói không có ở nhà nữa. Hứa giúp đỡ người ta mà thay lòng đổi dạ kiểu đó. Bây giờ người nhà con phải biết làm sao hả bác? Thói đời là vậy mà thím, đâu có mấy ai tốt hoài đâu. Bây giờ gì đi, mấy mẹ con bà cháu tìm việc để làm, tìm một cái nghề nào đó thích hợp mà làm, để tự nuôi bản thân mình. Đừng có trông chờ vào người khác nữa. Bác nghĩ coi, nhà con bây giờ một đồng cũng không có. Nhà thì nhà của người ta, người ta đang tính bán. Này mà nhà con không biết ở đâu, bác nói bây giờ con phải làm gì? Chuyện nhà chuyện cửa, tới đâu tính tới đó. Bây giờ trước mắt cứ học cái nghề trước đi. À, hai mẹ con thím biết dệt không? Không biết á, học rồi sẽ biết. Nhưng mà bây giờ vốn liếng đâu mà để mua khung cửi, lấy cái gì để chi tiêu trong nhà, đợi tới lúc có giải đem ra chợ bán. Thật tình là con tính không ra bác ơi. Bây giờ vậy, tôi cũng không giàu có gì ở xứ này, thím biết rồi đó. Nhưng mà thấy hoàn cảnh gia đình của thím, thấy cũng tội. Cứ nhờ giả dựa dẫm người ta hoài á, cũng kỳ lắm thím. Chỉ có cách á, trong tay của mình có chắc một cái nghề, biết lèo lái, biết đưa con thuyền mình vượt qua sóng lớn. Nhà tôi á, đã ba đời làm nghề dệt. Nếu như thím chịu á, tôi sẽ truyền nghề cho. Vốn liếng ban đầu tôi sẽ giúp, cứ từ từ rồi trả. Mẹ con thím thấy sao? Thím nè, chiều nay người ta sẽ đem đồ tới cho thím đó. Bác làm con bất ngờ quá. Không ngờ bác lại rốt ráo như vậy. Sao không kêu con qua khiên về? Đâu có gì đâu thím, chuyện nhỏ mà. Nhưng mà tôi nói trước nha, cái nghề dệt vải nhiều công đoạn lắm. Nào là luồn sợi, kéo tơ, rồi dệt vải, nhiều công đoạn lắm. Nhưng làm riết rồi quen, không khó đâu thím. Vậy còn tơ? Tôi dặn rồi, chiều nay người ta sẽ đem tới. Còn tiền á thì tôi trả trước rồi. Sao bác tốt với mẹ con quá vậy? Thì tôi nói rồi, tình làng nghĩa xóm mà. Tôi thấy gia đình thím đông người quá, mà không một ai có nghề gì hết. Cuộc sống thì quá bấp bênh, nên tôi không đành thím à. Dạ, bác là người ngoài mà còn nghĩ như vậy được. Ai đâu như bạn bè, thấy chết mà không cứu. Kìa thím, à nhưng mà sắp tới á, mình cứ làm tốt công việc của mình đi. Tới khi có giải mang ra chợ bán á, thím sẽ thấy vui hơn. Dạ, con cũng mong như vậy. Tới lúc đó con sẽ có tiền chuộc lại nhà, và khỏi phải mang ơn nghĩa của ai nữa. Tiền hàng đợt đầu tiên của thím nè. Sao, lần đầu tiên cầm tiền của mình tự làm ra, thím thấy thế nào? Dạ, con cảm ơn bác nhiều lắm. Mẹ con, cả nhà con được sống rồi. Cảm ơn bác, cảm ơn bác. Lần sau thím mang hàng ra chợ bán nha, biết đâu bán được nhiều tiền hơn. Cứ vậy đi, càng làm nghề càng tinh, sẽ không bao lâu nữa lụa của hai mẹ con thím á sẽ nổi tiếng nhất vùng này. Dạ, cảm ơn bác. Sắp giải này thật ra là mẹ con tôi mới học của bác cả, tài nghề mới học cho nên chưa đẹp lắm. Có gì chị mua giúp giùm tôi, hạ giá cũng được. Mới làm mà đã được như vậy là tốt lắm rồi, thiệt là sắc sảo.
Chị nói thiệt hả chị? Tôi chỉ sợ chị không mua giùm tôi. Tôi sẽ mua cho chị hết, trả bằng giá người khác nha. Có bao nhiêu á cứ đem hết ra đây tôi mua cho. Dạ, tôi cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Khỏi phải cảm ơn. Sau này có tiếng đừng có quên hàng tôi là được rồi. Dạ, tôi đâu nào dám. Tôi cảm ơn chị. Dạ. Về đi con. Thưa con đi. Về con. Dạ. Mình có tiền mua đồ ăn rồi. Mua rau tươi đi. Tươi lắm thêm hai ơi. Thêm hai nữa nha. Bầu ngon dạ. Quá. Bán cho tôi hai cái bầu đi. À, bầu tươi lắm. À, hai trái hả cô? Rồi cảm ơn anh. Coi. Nè con. Bán cho tôi hai trái bầu dạ, dạ. À, đây. Dạ. Gửi tiền anh nè. Dạ dạ. Dạ. Mua bông đi cô ơi. Dạ không anh. Mẹ cũng không ngờ người ta chịu mua liền vậy. Bây giờ ổn rồi, khỏi phiền tất cả, giúp mình mang đi bán. Người ta thích lụa của mình á, mẹ thấy không? Thấy người ta khen con cũng vui nữa. Phải, biết vậy làm sớm sớm, khỏi dây mượn lung tung. Nghĩ lại cái thời chầu chực nhà người ta mà ức. Dạ, chào bác gái, chào cô. Dạ. Có phải cô và bác gái vừa mới đi bán lụa về? À, cậu là... Con là con trai của bạn bác cả. Bác cả nói là khi nào con rảnh thì tạt qua nhà xem khung dệt. Có cái gì cần sửa thì sửa cho cô và bác. Thì ra cậu là con trai của xưởng dệt Vạn Phúc. Dạ đúng à. Con trai của xưởng dệt mà lại đi sửa khung hả? Dạ thưa, cha mẹ con nói muốn làm chủ thì phải làm thợ trước. Phải biết từ việc nhỏ thì mới lên làm việc lớn được ạ. Ừ, cũng được, hay lắm. Vậy thì hôm nào con qua đi, có một số thứ bác cần con giúp. Dạ. Dạ, xin phép bác, xin phép cô, con đi trước ạ. Được quá. Dạ ta đổi đời rồi, hết chuyện vui này tới chuyện vui khác, hỷ sự lâm môn. Dạ. Chào chị, dạo này chị có khỏe không? Tôi khỏe, anh đâu có quan tâm mà hỏi. À, tôi chỉ muốn nói là cái nhà mẹ con tôi đang ở, mẹ con tôi đang dành giùm tiền, chúng tôi sẽ chuộc lại. Cũng sắp đủ rồi, anh thư thả giùm mẹ con tôi nha. Hy vọng là anh còn chút tình với người khuất mặt, không cạn tình đến mức anh đòi lén lút bán. Bây giờ thì tôi cũng đã trả bớt một phần nợ nên không có gấp lắm. Nhưng nếu chị trả cho tôi sớm thì tôi cảm ơn. Anh yên tâm đi, cái căn nhà này là do chồng tôi tạo dựng, cho nên tôi sẽ chính tay của mình lấy lại, chứ không để người khác lấy đâu. Vậy thì tốt quá. Chào chị. Chưa từng thấy ai trở mặt lẹ như vậy. Bạn bè nổi gì. Mẹ, lúc này hút hàng, cô chủ tự động tăng giá, con khỏi cần hỏi. Từ ngày bị lão Phương quay mặt, không hiểu sao mình làm ăn liên tục gặp may. Hết bác cả, tới bà hàng này, toàn là người hảo tâm không, hết lòng giúp đỡ mình. Mẹ, mẹ nhắm mình sắp chuộc lại nhà được chưa? Mẹ muốn mở xưởng, mướn thợ, bung ra làm lớn cho chắc, rồi sau đó chuộc nhà sao? Cũng phải, còn phải lo thuốc men cho bà nữa. Còn phải gả con nữa chứ. Nhưng bây giờ nghĩ lại, mẹ thấy nhẹ cả người. Không biết sao tự nhiên mình có tiền, trang trải biết bao nhiêu thứ. Không có tiền đi dây người ta, thấy nhục gì đâu. Con cũng thấy vậy á. Những lúc nhà không có tiền, bà bệnh mà không có tiền mua thuốc, chuyện gì cũng phải đi dây mượn người ta hết á. À mẹ, sao con không thấy bác Phương qua đòi nhà? Cũng lạ ha. Chắc hồi trước mình dây mượn hoài nên họ sợ mình bán ăn, nên đánh tiếng hù vậy thôi. Bây giờ mình làm ăn có tiền, khấm khá rồi, nên người ta không bán nữa. Bởi vậy mới biết lòng dạ người ta. Đã lâm vào nghịch cảnh còn đổ dầu vô lửa, làm cho người ta rối thêm. Dạ bác gái,
mấy khung giờ con sửa xong hết rồi ạ. Ừ, vậy thì tốt quá. À, sẵn đây á, bác định nói với con, sắp tới bác mở thêm xưởng, đồ lề nhiều lắm, con chuẩn bị nha. Dạ, chuyện đó thì bác không cần phải lo, chỉ cần bác nói bác cần gì thì con sẽ đảm bảo phần đó cho bác. Ừ, vậy thì tốt quá. Dạ, sẵn đây, con có chuyện này cũng lâu lắm rồi mà con muốn nói với bác. Dạ, con xin phép bác là cho con với con gái bác được kết tóc trăm năm mà. Con mong bác chấp thuận cho chúng con. Mời chị uống nước. Lâu lắm rồi mới thấy chị sang đây chơi. Tôi không rảnh, để qua ngồi uống trà. Đây là số tiền căn nhà bên tôi tính theo thời giá. Tôi trả lại anh, anh trả lại khế ước cho tôi, coi như là mình dứt nợ. Nghe nói là xưởng dệt bây giờ làm ăn phát đạt, lụa đẹp đứt tiếng. Chị với cháu thật là giỏi giang. Cũng nhờ anh hồi đó coi thường, nghĩ mẹ con tôi không làm nên chuyện, suốt cuộc đời qua bòn rút tiền của anh, cho nên là mẹ con tôi phải ráng thôi. Thế chị với cháu có thể tự lực cánh sinh, tôi cũng mừng. Mà anh cùng ở dưới suối vàng chắc cũng mừng lắm. Đương nhiên là anh phải mừng rồi. Hết thấy cái cảnh chầu chực rình rập mượn tiền. Thôi, khỏi nói nhiều, anh đưa khế ước ra đây. Tôi còn nghe nói là chị cũng sắp gả cháu. Tôi cũng chúc mừng cho cháu. Cảm ơn. Chính vì sắp gả con gái đi lấy chồng, cho nên tôi không muốn gả con gái của mình trong nhà của người khác. Càng không có muốn cái cảnh đang đám cưới vui vẻ mà có người tới xiết nhà. Bây giờ cũng đã dư ăn dư mặc, tôi mong chị được thư thái, bỏ qua hết mọi thứ nặng nề. Nếu tôi có làm cho chị buồn á, tôi mong chị bỏ qua cho. Tôi xin lỗi anh, nhưng mà chắc cái đó là hơi khó. Cả đời của tôi sẽ không bao giờ quên cái cảnh mà tôi nhục nhã đứng trước cửa nhà của anh. Từ nay tôi và anh dứt nợ, không cần nhìn mặt nhau nữa. Đeo xong rồi. Con gái mày đẹp quá. Biết là nhà trai sẽ mang qua cho con rồi đó, nhưng mà con phải chân diện lên, không để người ta nói là mình thua kém. Con thấy mẹ đặt tới mấy chục mâm, giết heo gà vịt quá chừng, trong khi nhà mình có mấy người quen họ hàng gì đâu. Con không biết gì hết. Đời người chỉ có một lần, mẹ làm vậy cho thiên hạ thấy, lấy lại uy thế lúc cha con còn sống. Vậy mẹ có mời bác Phương không? Thôi, mời làm gì con người bạc bẽo đó. Đám cưới của con phải vui, mẹ không muốn nhắc tới quá khứ đau buồn tủi nhục đó. Ủa, bác cả. Chào thím. Dạ, thưa bác, con định qua nhà bác. Nghe nói dạo này lụa bên đó làm ra không đủ bán hả thím? Dạ, cũng nhờ phúc của bác, nhưng mà con kiếm bác không phải chuyện đó. Vài bữa nữa con gả con của con nhờ bác đứng ra làm chủ hôn nha bác. Tôi? Dạ, thì bác làm là đúng nhất, với lại bác lớn tuổi nhất sớm, bác là ân nhân của nhà con gái của con và con rể của con cũng muốn được như vậy. Nhưng nếu mà bác không làm chủ hôn cho hai đứa nó thì tụi nó sẽ buồn đó. Thím à, tôi thấy có một người thay mặt cha tụi nhỏ đúng hơn tôi đó. Còn ai xứng đáng hơn nữa hả bác? Có chứ thím, là bạn thân của chồng thím, cũng là ân nhân một thời, anh Phương đó. Tưởng ai. Thôi bác ơi, con không muốn nhìn cái người, con người bạc bẽo đó. Con chuột được cái nhà xong là nhẹ cả người rồi. Coi như từ nay đoạn tuyệt tình cảm, bác nhắc tới làm gì. Giả lại con cũng không muốn người đó tới, rồi phải giả lả đâu. Tôi nghĩ đã đến lúc phải nói ra mọi chuyện, chứ để thím hiểu lầm kiểu này tôi thấy không phải chút nào. Ai đời ân nhân mà bị coi như kẻ thù vậy. Hôm đó bác cứ tới làm chủ hôn là được, để cho chị được vui vẻ.
Chuyện gì tới, nó sẽ tới. Bác đừng có lo. Như vậy, chẳng lẽ ngày vui của con bé, anh cũng không có mặt à? Còn anh Cung, bạn của anh thì sao? Người sống không hay, chứ người khuất mặt biết hết á. Chỉ cần anh biết là được rồi. Mình làm ơn cho người ta, đâu cần mình phải bắt người ta trả ơn cho mình. Tôi cảm thấy thoải mái trong lòng là được bác à. Vậy rồi, nhất định anh không tới à? Nè, một chút nữa con phụ bà tiếp khách nghe chưa? Dạ. Khách đông lắm đó, đừng có để người ta cười. Dạ. Ờ, khách tới kìa. Chúc mừng bác con. Chúc mừng chị. Dạ, chào chị. Chúc mừng anh chị. Dạ, cảm ơn bác. Mời bác vô trong. Chào chú. Dạ, chào chú. Đúng rồi, gia đình kìa. Dạ, cảm ơn bác. Dạ, chào bác. Chào chị. Hôm nay nhìn chị vui quá. Đã sang trọng mà ra dáng bà chủ nữa. Tôi được vậy cũng nhờ anh trở mặt đó. Tôi nhớ bữa nay tôi đâu có mời anh. Sao anh lại tới đây? Kìa thím, hôm nay là ngày vui, bác đừng có cản. Cứ để cho chị xả hết buồn bực ở trong lòng đi. Biết ngày vui của người, có mặt mình làm mất vui. Vậy sao anh còn tới? Tôi cứ nghĩ là anh quên mẹ con tôi lâu lắm rồi chứ. Nếu không nhờ bác cả đây thì chắc gia đình tôi chết bờ chết bụi lâu rồi. Đâu còn sống trên đời này để anh chiếu cố mà bước chân tới đây đâu. Thím Cung, không phải vậy đâu thím. Tôi tới đây là để chia vui với người bạn khuất mặt khuất mày của tôi. Người mà tôi coi như là anh em ruột thịt của mình. Anh coi chồng tôi như ruột thịt. Có ruột thịt nào mà đối xử tàn tệ như vậy không? Thím Cung, không phải vậy đâu thím. Thím hiểu lầm rồi. Anh Phương đây thật sự là ân nhân của thím đó. Thím ấy cầm tiền do mình làm ra mà rớt nước mắt. Nhưng tôi cũng nói, lần sau thím hãy tự đi mà bán. Tôi chỉ giúp tới đó thôi. À, tôi thấy hai mẹ con thím ấy cũng nhanh tay lắm. Chắc là sẽ mau hoàn vốn. Tới khi đó tôi sẽ đưa lại cho anh. Chỉ cần hai mẹ con chỉ chịu làm, tự sống được, tiền bạc á không phải là vấn đề. Cảm ơn bác đã vì tôi mà ra tay giúp đỡ họ. Cứ chỉ họ ra ngoài đó bán, tôi đã dặn ở ngoài đó thu mua lại hết rồi. Tôi mua hết. Tôi chỉ có ra công, người giúp mới là anh. Nhà họ đúng là có người bạn già, giúp người không giúp gì bằng. Bằng giúp người ta đứng được từ đôi chân của mình, thấy vui vẻ tự tin mà sống. Nhà họ giống như là hồi sinh vậy. Bác quá khen rồi. Nhưng mà tôi cũng vui mừng lắm. Cảm ơn bác nhiều. Có cái tôi thấy thím Cung hình như là có vẻ trách lòng anh. Hay lúc nào đó để tôi nói người giúp vốn giúp nghề cho mẹ con thím chính là anh. Chuyện đó không có quan trọng. Cứ để mẹ con chị cứng nghề rồi mình nói sau cũng không muộn. À, tôi còn quên chưa nói với bác chuyện này. Tôi có quen biết một người con trai, con của một ông chủ xưởng lụa Vạn Phước. Tôi muốn mai mối cho con gái lớn của nhà họ Cung. À, bác nói giúp giùm cho tôi một tiếng, nhưng mà đừng có nói là do tôi. Tất cả những vốn liếng mà tôi đã giúp thím, kể cả công lao bài vẽ của tôi nữa, đều là do anh Phương đưa ra. Kể cả những mối mua hàng cho thím cũng là anh Phương sắp đặt. Đến cả chàng đệ quý của thím hôm nay cũng là con trai của bạn ảnh đó. Thím à, tôi chỉ là người đưa giúp làm giúp. Anh Phương ảnh đâu có cho tôi nói ra đâu thím. Thank you.
xấu hổ quá. Tôi không có mặt mũi nào lại dám đến đây. Hôm nay tôi đường đột tới đây để nói với anh một lời xin lỗi. Tôi với anh cùng là chỗ thân tình, chị không nên nói những lời khách sáo như vậy. Cảm ơn anh đã giúp đỡ gia đình tôi. Nếu không có anh âm thầm giúp đỡ, không biết gia đình tôi sẽ ra sao. Vậy mà tôi lấy quán trả ơn, miệt thị anh hết lời. Tôi quả là một người hồ đồ. Tôi xin anh tha lỗi. Chị Cung, chị đừng làm như vậy mà. Chị đứng lên đi. Chị Cung à, chị đừng làm như vậy. Đó là những việc tôi đáng phải làm mà. Không biết thì không có lỗi. Tôi cũng xin lỗi là đã giấu chị trong thời gian qua. Nghĩa kim bằng, bần tiện chi giao, mạng khả dung. Tôi với anh Cung là bạn bè thân giao từ thuở còn cơ hàn. Tôi xin chị đừng có nặng lòng như vậy. Tôi đổi ơn anh, tôi đổi ơn anh nhiều lắm. Tôi cảm ơn anh đã giúp đỡ gia đình tôi. Thank you.